Miệt thứ hôm nay, lễ ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Vào chiều ngày 12 tháng 5, huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Minh đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, bầu cử Quốc hội khóa thứ 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh. Và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ huyện đoàn huyện An Minh đã tổ chức buổi lễ ngắn gọn, hiệu quả với 10 cán bộ đoàn cùng tham gia. Về mục đích và ý nghĩa của buổi lễ ra quân ngày hôm nay, anh Phạm Văn Khởi, Phó Bí thư huyện đoàn huyện An Minh đã cho biết. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Kiên Giang, được sự thống nhất của Thường vụ huyện ủy, với Ban Dân huyện, Ban Dân huyện, hôm nay, huyện đoàn với Ban Hội huyện tiến hành tổ chức cái ra quân tuyên truyền ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và phối hợp với là tuyên truyền về cái dịch COVID-19 thì đến cái mục đích tuyên truyền hôm nay thì đến với bà con nhân dân, đặc biệt là cái ngày Hội đồng Nhân dân, ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026, thì qua đó thì tập tất cả các đồng viên thanh niên chúng tôi đã tuyên truyền vận động từ cái tiếng lộ từ ấp 11A đến là giáp danh coi, thì với mục đích đó là giúp cho bà con nắm rõ hơn về cái chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cái ngày bầu cử, ngày Hội đồng Nhân dân, và bên cạnh đó thì theo cái tinh thần chỉ đạo phòng chống dịch của chính. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa thứ 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới 2021-2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên địa bàn huyện An Minh có tất cả 107 đơn vị bầu cử bầu Quốc hội khóa thứ 15 và Hội đồng Nhân dân 3 cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tự sự các ứng cử viên và danh sách niêm yết cử tri đã đều được dán tại các đơn vị bầu cử, đề nghị quý bà con quan tâm theo dõi. Và khi tham gia bầu cử, có 7 điều cần nhớ bà con cần lưu ý như sau. Điều thứ nhất là nhấn ngày bầu cử vào Chủ nhật 23 tháng 5, 2021. Điều thứ hai, bà con nhớ đi bầu cử sớm. Điều thứ ba, bà con cần nhớ chính xác địa điểm bầu cử. Điều thứ tư, bà con cần mang theo thẻ cử tri khi đi bầu cử. Điều thứ năm, bà con cần chọn đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Điều thứ sáu, bà con cần nhớ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, hạn chế tập trung, khoảng cách tối thiểu là 1 mét, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Và điều thứ bảy, bà con cần nhớ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và mọi người cùng tham gia bầu cử. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng nCoV tại địa chỉ
www.bluezone.gov.vn.